Xá Lợi Tử, cho đến khi chứng được trí nhất thiết trí Đại Bồ Tát này, dù sanh chỗ nào thường không xa lìa chánh pháp đại thừa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ chứng được trí nhất thiết trí, vì trời người chuyển chánh pháp luân. Pháp luân này thành văn độc giác chư thiên mà phạm A Tố Lạc vân vân không thể chuyển được. Xá Lợi Tử, các Bồ Tát vì lợi lạc khắp các hữu tình nên tu tập theo pháp đại thừa, cho nên còn gọi là Maha Tát. Xá Lợi Tử vì lợi lạc khắp các hữu tình mà hướng đến đại thừa nên Đại Bồ Tát, được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương hằng hà xa số thế giới chư Phật, ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi. Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ Tát tên đó, vì lợi lạc khắp tất cả hữu tình tu tập theo pháp đại thừa, chẳng bao lâu vị ấy sẽ chứng trí nhất thiết trí, vì trời người vân vân chuyển xe chánh pháp, pháp luân ấy ở thế gian hàng thanh văn không thể chuyển được. Tiếng khen như vậy lần lượt truyền khắp mười phương, trời người nghe được đều rất vui mừng đồng nói: chẳng bao lâu Đại Bồ Tát này sẽ chứng được trí nhất thiết trí, chuyển xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, như Thế Tôn dạy các Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa, thế nào mà nói các Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa? Phật bảo: thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bố thí ba la mật đa cho đến áo giáp bát nhã ba la mật đa, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bốn niệm trụ cho đến áo giáp tám chi thánh đạo, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp pháp nội không cho đến áo giáp pháp vô tính tự tính không, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp chân như cho đến áo giáp thật tế, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp mười lực Như Lai cho đến áo giáp 18 pháp Phật bất cộng, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể tự biến thân như hình tượng Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới cho đến mười phương hằng hà xa số thế giới của chư Phật, làm nhiều lợi ích cho các hữu tình, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mặc áo giáp công đức như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới cho đến mười phương hằng hà xa số thế giới chư Phật, cũng làm cho các thế giới biến động theo sáu cách, làm nhiều lợi ích cho các hữu tình, nghĩa là diệt lửa dữ trong tất cả địa ngục, khiến cho hữu tình chấm dứt các khổ. Bồ Tát biết họ hết khổ rồi, hóa ra âm thanh quy y Phật to lớn khiến họ kính lễ Như Lai ứng chánh đẳng giác, làm cho cảnh giới địa ngục kia nghe được tiếng của Phật, thầm tâm họ đều được an ổn vui vẻ, ra khỏi địa ngục sanh vào cõi trời người phụng sự chư Phật. Bồ Tát trong thế giới ấy cũng khiến cho các loài bàng sanh ngạ quỷ nghe tiếng Phật rồi thân tâm an vui, từ cõi chết được sanh vào trời người phụng sự chư Phật. Bồ Tát trong thế giới ấy, thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện, như nhà huyễn thuật giỏi hoặc học trò người ấy ở ngã tư đường, trước mặt công chúng hóa ra cảnh giới địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, lại ca ngợi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, làm cho ba đường ác nghe rồi thân tâm an lạc, từ cõi kia chết được sanh vào trời người. Ý ông thế nào, việc huyễn hóa ấy là có thật chăng? Thiện hiện, thưa bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng như thế, tuy làm cho các hữu tình trong vô biên vô số thế giới thoát ba đường ác, nhưng không thấy có hữu tình được giải thoát. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa, biến hóa tam thiên đại thiên thế giới giống như lưu ly, tự thần hóa làm chuyển vân thánh vương, bảy báu quyến thuộc hoàn toàn được viên mãn. Các loài hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần các vật dụng khác đều thí cho.
Bố thí như vậy rồi tùy theo sự thích nghi của họ mà thuyết giảng pháp tương ưng, như bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, khiến cho họ nghe rồi thường không lìa bỏ pháp tương ưng ba la mật đa, cho đến khi đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện, đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa làm các loại hữu tình nghèo cùng, tùy ý họ cần gì đều hóa ra để bố thí. Ý ông thế nào, việc huyễn này là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, các đại bồ tát cũng như vậy, có thể mặc áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa, hoặc hóa ra thế giới như lưu ly, hoặc hóa tự thân ngự ngồi vị luân vương, tùy theo hữu tình cần gì thì ban cho thứ ấy. Rồi vì họ thuyết giảng pháp tương ưng ba la mật đa, như vậy bồ tát tùy có hành động nhưng không có gì là thật cả. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn cả. Lại nữa, thiện hiện, đại bồ tát nào tự mặc áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa, vì hữu tình nên sanh nhà luân vương, nối ngôi luân vương giàu sang tự tại, an lập vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước chúng nơi mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, rộng nói cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Cũng vì họ mà thuyết giảng pháp công đức tương ưng như vậy, khiến họ an trụ thường không lìa bỏ cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện, đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện, như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở giữa ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra trăm ngàn hữu tình, làm cho họ an trụ mười thiện nghiệp đạo, rộng nói cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Ý ông thế nào, việc huyễn này là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, các đại bồ tát cũng lại như vậy, vì hữu tình nên sanh vào nhà luân vương, nối ngôi luân vương giàu sang tự tại, an lập vô lượng trong ngàn muôn ước chúng nơi mười thiện nghiệp đạo, rộng nói cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Như vậy bồ tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn cả. Lại nữa, thiện hiện, đại bồ tát nào tự mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa. Thiện hiện, thế nào là đại bồ tát tự mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa và khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ cũng mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa? Thiện hiện, đại bồ tát nào từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí mặc áo giáp an nhẫn, thường nghĩ, giả sử tất cả loại hữu tình đều cầm dụng cụ độc ác như dao gậy vân vân đến gây hại mình, ta quyết không khởi lên một niệm giận hờn nào, mà còn khuyên các hữu tình cùng tu an nhẫn này. Thiện hiện, những điều mà đại bồ tát này nghĩ đều được thành tựu cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường chẳng lìa bỏ an nhẫn này và khiến cho các hữu tình cùng tu an nhẫn như vậy. Thiện hiện, đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện, như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình, hoặc cầm dụng cụ ác tàn hại lẫn nhau, hoặc khuyên cùng nhau tu pháp an nhẫn. Ý ông thế nào, việc huyễn như vậy có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, các đại bồ tát cũng như vậy, tự mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa. Như vậy bồ tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh và tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa, thiện hiện, đại bồ tát nào tự mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa. Thiện hiện, thế nào là đại bồ tát tự mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho họ mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa? Thiện hiện, đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, hướng đến tinh tấn thân tâm bằng nhiều cách, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình hướng đến tinh tấn thân tâm bằng nhiều cách.
Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy, ở ngay ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình, tự tu tinh tấn và khuyên người cũng tu tinh tấn. Ý ông thế nào, việc huyễn này có thật chăng? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không. Phật bảo Thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng là như vậy, dùng tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu, tự tu tinh tấn cũng khuyên hữu tình cùng tu tinh tấn. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều là huyễn cả. Lại nữa Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tự mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Lự Ba La Mật Đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Lự Ba La Mật Đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Lự Ba La Mật Đa? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào trụ trong tánh bình đẳng tất cả pháp, không thấy hết các pháp có định có loạn, thường tu tập Tịnh Lự Ba La Mật Đa như thế, cũng khuyên hữu tình tu tập Tịnh Lự và bình đẳng này cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa bỏ tu bình đẳng và tịnh lự này. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy, ở ngay ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình khiến họ tu các pháp tịnh lự bình đẳng, cũng khuyên tu tịnh lự ấy. Ý ông thế nào, việc huyễn hóa này là có thật chăng? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không. Phật bảo Thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng đều như vậy, trụ trong tánh bình đẳng tất cả pháp, cũng khuyên hữu tình tu định này. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh và tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện, Đại Bồ Tát trụ vô hí luận Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chẳng chứng bờ này bờ kia và sự nhiễm tịnh sai khác của các pháp, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình an trụ trí tuệ vô hí luận này. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện, như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy, ở ngay ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình, rồi khiến cho họ trụ vào trí tuệ vô hí luận, cũng khiến họ khuyên người khác trụ trí tuệ như vậy. Ý ông thế nào, việc huyễn hóa này là có thật chăng? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không. Phật bảo Thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng đều như vậy, tự bản thân có thể an trụ tuệ vô hí luận, cũng khuyên hữu tình trụ vào tuệ này. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh và tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, quan sát tất cả hữu tình trong 10 phương hằng hà sa số thế giới của chư Phật, nếu các hữu tình lãnh thọ tà pháp, hành các ác hạnh, thì Đại Bồ Tát này dùng sức thần thông tự biến thân mình hiện khắp các thế giới chư Phật ấy, tùy theo hữu tình muốn gì liền thị hiện để hành bố thí Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành bố thí Ba La Mật Đa. Cứ như vậy cho đến tự hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm việc này rồi tùy lại âm thanh mà nói pháp tương ưng với 6 pháp Ba La Mật Đa, khiến họ nghe rồi cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không lìa bỏ diệu pháp này. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện, như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy, ở ngay ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình khiến họ an trụ bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Họ cũng khiến người khác trụ vào bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ý ông thế nào, việc huyễn hóa này là có thật chăng? Thiện hiện thưa,
Bạch Thế Tôn không, Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, ở khắp mười phương hằng hà xa số thế giới của chư Phật, tự thị hiện thân, tùy theo sự thích nghi mà an trụ bố thí vân vân, sáu pháp ba la mật đa thường chẳng lìa bỏ. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, làm lợi ích an vui tất cả hữu tình, không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác, đại Bồ Tát chẳng nghĩ ta nên an trụ một số hữu tình khiến họ trụ vào bố thí ba la mật đa, còn một số hữu tình không nên an trụ vào bố thí ba la mật đa, chỉ được nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ vào bố thí ba la mật đa. Cứ như vậy cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ vào bát nhã ba la mật đa, còn một số hữu tình không nên trụ vào bát nhã ba la mật đa, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ bát nhã ba la mật đa, không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ pháp nội không, còn một số hữu tình không nên an trụ vào pháp nội không, chỉ nghĩ ta nên an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ pháp nội không. Cứ như vậy cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ vào pháp vô tính tự tính không, còn một số hữu tình không nên an trụ vào pháp vô tính tự tính không, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ vào pháp vô tính tự tính không, không nghĩ ta chỉ an lập một số hữu tình khiến họ trụ 37 pháp phần bồ đề, còn một số hữu tình không nên an trụ vào 37 pháp phần bồ đề, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ 37 pháp phần bồ đề, không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ 3 môn giải thoát, còn một số hữu tình không nên an trụ vào 3 môn giải thoát, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ 3 môn giải thoát. Nói rộng cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ vào 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ vào quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, chỉ nghĩ ta nên an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức đại thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường, trước mặt mọi người hóa ra vô số vô lượng hữu tình, khiến họ trụ sáu pháp ba la mật đa cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ý ông thế nào, việc huyễn hóa này là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn không. Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến họ trụ vào sáu pháp ba la mật đa cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn. Thế quyển thứ 487.